tất cả mọi người nhé. À, chào mọi người đã trở lại với kênh Người Hùng Cao. À, hôm nay mình có mặt tại chợ trung tâm xã Co Mạ. Mình đang có mặt tại xã Co Mạ. Báo ơi. À, hôm nay thì mình có đi phiên chợ trên Co Mạ các bạn ạ. Thì phiên chợ này thì sẽ có thì sẽ mở vào thứ hai hàng tuần, mọi người sẽ đến giao dịch buôn bán ở đây. Kia là đồ thời trang. Ô, hình như mình có mang vợ mình. Vợ đi đâu rồi? Ôi vợ. Đây có trang phục của người Hơ Mông nha các bạn nhé. Này chỉ có người Hơ Mông mới mặc thôi, còn không mặc toàn đồ của người Hơ Mông. Sau này sẽ quay cho các bạn loanh quanh trước tiện thể đi tìm vợ luôn. Mình để xe ở dưới mà không thấy vợ mình đâu. Bên này là hàng đại hạ giá các bạn. Đây có biển giá ở đây luôn nha. Quanh mình ra hàng quần áo này nữa.
tìm từ nãy tới giờ hoài hoài ra ở đây. Cái gì đây? Này mua áo vỏ hả? Hôm trước vừa mới sắm cái áo vỏ xong rồi thấy áo vỏ lại đòi mua áo vỏ. Bên này cũng là da quần áo nhá mọi người nhá. Quần áo đây không biết là cái này bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu nhiêu? Bao nhiêu? Ừ. Thôi cô hôm nay vui tính, hôm nay chắc cũng giảm giảm bớt cho cháu được một ít chứ. Đây trang phục của người Hà Mông nha các bạn, nhìn rất điệu luôn. Đây là cái đai để đai bụng cho trang phục áo. Tao đi ra tìm chỗ kia vòng loanh quanh hết chỗ kia ra đây. Sáng đâu ạ? Ừ. Có gì? Cô không biết có chỗ nào bán thuốc nhỉ? Thuốc lá? Đâu? Đây. À mà quên không có tiền em. Đây cháu này. Danh. Chú ấy lấy rồi cháu vào thuốc lá ấy. 10.000. Vâng. Đây đây. Đi qua chợ cũ nha các bạn nhá. Hôm nay mà đúng ngày mưa anh em ạ. Trong gian này gian này cũng toàn quần áo. Mua được gì chưa Văn? Được rồi. Được cái gì? Nhiều đồ thế cả. Đây dèm cứ đi hả anh? Có nhiều người chắn đi. Cái gì cũng đẹp thế này. Chết là... Ở chỗ xin chờ. Châu, huyện Tuần Giáo, Thuận Châu của Điện Biên. Đi ăn sang kia đi. Anh chẳng mua à?
ê chờ đăng để đăng ký gian của nó em phải. Mấy gian mấy tuần tính ra tuần nào thế đi. Bên to đi em phải. Mọi người bán hàng ở đây thì sẽ phải đăng ký tháng các bạn ạ. À, mỗi tháng là 120. Mỗi tuần là mở mỗi tháng mở 4 lần. Mỗi thứ hai đầu tuần là phiên chợ này sẽ tụ họp tất cả mọi người ở đây để bán hàng. Cái này là chân ga gối điện nha các bạn ạ. Những em gái xinh tươi ở đây. Giả dụ như không có vợ ở đây thì chắc cũng làm quen được tí, nhưng mà ở đây có vợ kẹt kẹt ở đây toàn rồi anh em ạ. Máy giặt được dùng bằng phông bạt thôi các bạn. Còn vài chỗ thì được lợp bằng máy tôn Pro. Ê Mòn Mương á, phải ổn nơi thì nhìn nơi là ai nhìn mất. Đi dẹp. Rồi đi xem. Em bảo á. Ý Anna mi 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 dẹp ấy. Dẹp cửa. Ừ dẹp. Dẹp non thôi. Mình đang cần một cái dẻm các bạn. Xa mét ạ. Xa mét rồi. Xa mét xa màu rồi. Loại đi em bay. Em giải ra xin. Em đi lông lông rộng hơn kì mét đi. No. 3 mét cơ. Không biết 3 mét đâu, hỏi lại 3 mét thì nó sẽ không. Chưa được 3 mét cơ bạn. Lại là 9:00 rồi các bạn. 9 giờ sáng. 6 mét. Ê khá to đấy rồi. Hay hả? Anh ông xong rồi anh ấy. Màu lá mà kiểu ạ. Màu in ạ. Xong ăn nó có gì? Là ăn y. Sống hơi bét. Sống sinh ấy, rồi ấy. Sống sinh ngày nào hơi. Sống lại chờ một này. Mình chờ phải thế gì? Quan trọng mang về thế nào? Sống hoài hàn này ít đó. Chị bán hàng rất vui tính luôn, thoáng tính luôn các bạn.
ăn ăn ít ga á. Vậy. Ga ấy kỷ mét đi rồi. Đi đi. Bảo cái món này này, món ôm. Chị ôm với đi đi. Mà lành có màu lường. Ở mà lấy xong ăn. Cái này là nún hơi hay là nún gì? Cái này bao nhiêu tiền này? Trăm mà phải hơn này rồi. Bán cho em 80 đi. 80 cuốt luôn. Này cái ruột nó là 50.000 rồi đấy. Ôi 80.000 em cuốt luôn. Nè, thả lòng phải xem đi nè. Ơ mừng nghe lại và ôm rồi giảm ra. Ngài nên là sẽ tăng hả? Hôm nay chỉ tài khoản đang ở chỗ vợ mình nhá. Mình không được cầm tài khoản nên vợ mình cứ thích là chi thôi. Nhẹ, ba nhẹ. Hiểu ế. Phận đàn ông đi chợ là mình phải xách xanh đồ. Đi. Mình nhường đi. Em. Mình nhường đi. Bên đây là mỹ phẩm à? Đi về trường. Đầu nghề của phụ nữ đây. Ăn đi nam con này nè. Ở đây còn có vòng đeo tay các bạn. Vòng đeo tay khá dễ đi. 10 bạc. Ăn đi mất nở từ sáng mất nữa. Rẻ luôn các bạn. 10.000 một cái. Hay là mình mua mình về cái về một cái nhỉ? Em về. Nhưng mà nhìn chất liệu thì cũng không ổn đấy các bạn. À, đồ đeo chơi chơi thôi. Đây không nhầm là hình như thỏi son huyền thoại chị nhỉ? Cái này bán thế nào chị? 30 30.000 một thỏi son. Mình thấy bán trên mạng rất là nhiều cái thỏi son này, nhưng mà hình như cái này là không phải là chính hãng rồi nào. Em mà thì xem bao tiền. Phần đàn ông gồng gánh trên vai mình trách nhiệm là phải xách đồ.
Cái nào em? Cái này bao tiền? 80. Cái này để cho vào, cắm vào, cài vào búi tóc ấy các bạn. Đây, như vậy. Cài vào đây. Năm mươi nghìn cái này. Bên này có mũ này các bạn. Đeo đeo theo chân vợ thôi. Vợ đi đâu mình đi đó. À đây, bên này còn có cá nữa các bạn. Bên này là hàng đồ ăn. Đây có cả thịt gà, thịt bò, lợn. Đây là da trâu, da bò. Không nhầm Nhật Bản nhiều, nhiều mỡ lắm. Cái này thì có chăn ga gối đệm các kiểu. Trời mưa lên tục nên hơi ướt át các bạn. À, bên này là bên đồ gia dụng các bạn nhé. Có cả người neo sang chào. Vậy. Bên 6 rồi. Ừ, đây bên 6 chị ạ. Có cả gì kia biển không? Đấy là to hơn 101. Bên này là hàng tạp hóa. Nói chung đồ ở đây thì nó cũng tạp hóa, nó cũng phong phú. Nhưng mà nhìn nó rất đơn sơ các bạn ạ. Vợ mình lại quay vào đây rồi. Đại hạ giá ở đây rồi. Để đi
ra đi vào ở đây mấy lần. Quần áo nam nữ các kiểu có ở đây hết nhá. Có cả quần áo lao động. Đây thì có treo cả giá luôn. Gian nào gian đấy là có giá riêng của nó nha các bạn. Đây như gian này là 45k. Đây là 75k. Em ạ. Có vết sư cửa phải tăng ơn hả ná. Vòng đâu con á. Cháu Pi Nông đấy em nhá. Ừ. Cháu Pi Nông. Thế là cá hết bay. Người vùng cao. Người vùng cao nhá. Ừ. Món ăn từ xuống vùng cao đấy. Ừ. Người vùng cao với đốc. Người vùng cao với lốc. Đi. Hải Tăng đi. À. Đi ra bên kia mua cái gì ăn đi. Đó đi. Đúng rồi, đòi nặng nặng mua đồ cho con. 35k một bộ. Lấy mấy cái luôn đi. Mang về. Đây, lên bộ này. Đấy. Bên này ở gần ngoài cổng. Ông chủ bán nhiều hàng đấy. Ừ. Bên kia là đồi núi với lại trồng cây lúa nương nha các bạn nhé. Bây giờ là hơn 9 giờ rồi mà vẫn còn mây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thôi. Rách áo em ơi. Không mặc được áo nữa. À, ở bên kia có cái cờ đoàn là sao? Bên đoàn. Em cầm một danh cái đồ nhé. Anh nhà xem kia đây. Đây các bạn bên này có dạng hàng dạo IOP nhị chi không o không y quốc sản các kiểu dù bát chế dù bình nình lốt đà sổ thiết do kế bản minh dạ anh nhé để cho em quay một vừa là tham khảo một chút nhé. Cái này là dao nhập về bán này.
Rất nhiều loại dao luôn anh em ạ. Bên này còn có cả dụng cụ để phục vụ cho nông nghiệp nha. Có bẫy chuột luôn. Đây có bán cả đồ để xô nha các bạn. Cháu ơi. Vâng. Cái này bán thế nào bà? Bà bán cái này 20.000. À. Cái này 50.000. À. Loại này 50. Cái này 50. 50 hay là 50 nhỏ cũng 50. À. Cái này được can bằng tre nha các bạn nha. Để được xôi. Hướng dẫn phòng chống Covid-19 tại hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus SARS-CoV-2 hay còn gọi là COVID-19 là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Để phòng bệnh, người dân cần tuân thủ các hướng dẫn phòng chống COVID-19 tại hộ gia đình của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với nội dung cụ thể như sau. 1. Thực hành các hành vi có lợi cho sức khỏe như cho xem qua không mua có mất tiền không bà? Không sao à? Ừ, vâng, thế thì cảm ơn nhá. Tiếp xúc với các vật dụng có nguy cơ như cửa, tay đóng cửa, cầm tay nhận, bồn cầu. Sau khi đi vệ sinh, sau đây có đồ trang sức của người ốm, trước khi ăn, trước và sau khi chế biến thực phẩm, sau khi tiếp xúc với động vật, vật nuôi, khi bàn tay bẩn, thời gian rửa tay ít nhất 30 giây. Ở đây cũng có cái đài phát thanh để tuyên truyền cho người dân về dịch Covid nhé. Ông ơi đây củ gì nhỉ? Ông ơi, đây củ gì nhỉ? Củ lương quy ạ. Lương quy. Lương quy á? Cái này mang về ngâm rượu không? Ngâm về ngâm rượu cho trẻ con ăn nó thiếu máu à? À. Trẻ con thiếu máu là ăn cái này. À. Con củ này củ gì không? Cái này thảo quả. À. À đến bây giờ mình mới biết cái này là thảo quả. Vệ sinh chung các quy định phòng chống dịch Covid-19. Cái củ này giống củ nhân sâm nhỉ các bạn? Giống hệt củ nhân sâm. Cái này bán thế nào ông ơi? Hả? 1 cân 100 mà. Cái này nhìn giống củ nhân sâm một kỳ luôn. Đây là cái cổng chào của nó ở đây đó. Bề mặt xúc xích làm sạch nền nhà, bề mặt bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn, sử dụng găng tay, đeo khẩu trang khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa, thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định, đảm bảo thông thoáng không khí nhà cửa, bán đồ là rất nhiều vào cơ sở, sử dụng hạn chế sử dụng điều hòa, thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền và cơ quan y tế địa phương. Giờ mình đang lên lấy xe. Giờ đói rồi không biết ăn cái gì nhỉ anh nhỉ? Mở xe mà có răng sư. Hả? Không biết có chỗ nào. Chứ ở bên đây có không biết là có chỗ nào có quán ăn không? Không trả lời luôn. Ơi, ở đây có quán phở, quán bún gì ở đây không nhỉ? Không có. Không.
quá. Không quá đâu các bạn. Chắc hôm nay nhịn đói về nhà rồi. Mình ra ngoài rồi xong chuẩn bị đi về rồi đây. Thì đây mình sẽ quay cho các bạn khu góc ngoài này. Để các bạn xem khu chợ phiên này nó như thế nào nhá. Đây toàn núi với rừng các bạn ạ. Đúng chính xác là đơn sơ luôn. Bây giờ là gần 10 giờ rồi mà vẫn còn có mây. Trên đây khá là lạnh. Đi về ạ. Hôm nay mình có mua được cái quần cho bố xong rồi cái gối cái giẻ. Xong bây giờ về. Em. Bây giờ đi về. Ơ thế không không đợi được kìa. Ăn tép ban, ăn đi ăn hạt ban, ăn xí cừ, mắc quay ẩu hay em cài, mua ấy đúng nào là khẩu mới tiếp. Ăn gì hả Lucy ăn? Quay ẩu mới tàu ăn hết, ăn hết chết. Đã được chia. Quay ẩu em tàu chết cả mấy. Mới qua xin nhé, dám quay ẩu khẩn tim khẩn ăn nhá. Trên đây không biết là trường học hay là cái gì các bạn. Ở bên kia là có nương nha, nương nương sắn với lại nương lúa. Vợ mình xuống dưới trước rồi, mình phải đi bộ xuống. Chị về cái đi em, về cái đi. Chị về lại cái phải cái đi. Chị kia thì khai rồi nè. Vậy in cứ quay cơ, bà ăn hết chăn chăn nó khẩn á. Nhìn đẹp nè. Ở đây có mấy em gái Hơ Mông này. Em có phải em gái Hơ Mông không? Có. Đang trên đường về các bạn. Mình đang đứng ở đây đợi mọi người trên kia xuống. Xong rồi tí cùng về. Ở đây mọi người còn chưa quay xong. Đây vợ mình ăn cà viên chiên. Cho anh ăn cả. Video của mình sẽ kết thúc tại đây. Thì nếu mà mọi người thấy hay, nếu mà muốn tìm hiểu hiểu gì thêm về người vùng cao thì hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào mọi người nhé.